Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của chị Nhí ở huyện Nhà Gào, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay chị Nhí có về một số phô mai ha, để VIP này, hoành to, lắc lượng duyên dáng ha. Giá thì không nghĩ, rất mong quý vị ủng hộ chị Nhí ha, để mình sơ lược bộ đế cho quý vị xem. Đây, khối đế ha, củ nở nè. Rồi, chào chị. À, chào anh Tâm, xin kính chào cho chú anh chị tên là Quốc ạ. À, hôm nay con có về lô mai phôi giáo hạt Thủ Đức, một bông từ 5 tới 12 cánh, rất mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ cho con ạ. À, Dạ. số điện thoại con là 0939693642, cũng là số Zalo của con. Bên con là bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ. Dạ, năm mới con cũng xin kính chúc cô chú làm ăn phát tài, vạn sự như ý ạ. À, Dạ. dạ con xin phép cho cây đầu tiên là mã số 1 ha. Rồi, số 1. Cây này VIP luôn cô Lắc chú ơi. lượng bonsai này. Chiều cao là 48. Hoành thân là 18 rưỡi. Đó, bộ đế là VIP luôn cô chú ơi. Chì cành đóng đều luôn, rất là đẹp. Đế bích bầu luôn. Rồi mã số 1 vô lưu giá là 600 rưỡi. Rồi, 600 rưỡi. Mã số 2. Số 2. Để Này VIP rất luôn. VIP luôn. Chiều cao nó là 49. Hoành nó là 25 rưỡi đến 25 nha cô chú. Đó, bộ đế nè. Đều hết luôn, rất là đẹp luôn. Mã số 2 như lưu giá là 900. Rồi, 900. Mã số 3. Cái số 3. Cây này chi cành đóng đều. VIP luôn cô chú ơi. Chiều cao nó là 96. Hoành nó là 30. Lên xù nha cô chú. Yeah. Xù da me hay nó sần sần để VIP luôn, cây rất là đẹp luôn. Rồi mã số 3 như lưu giá là 3 triệu 3. Rồi, 3 triệu 3. Nhìn cái đẹp hoành to. Số 4. Chiều cao là 66. Hoành là 29. Đó, để VIP luôn cô chú ơi. Chì cành đóng đều rang luôn. Thôi đấy ha. Rồi mã số 4 như lưu giá là 1 triệu 7. Rồi, 1 triệu 7. Mã số 5. Chiều cao là 76. Hoành là 24. Dáng lắc lượng rất là có duyên luôn cô chú ơi. Để mã số 5 như lưu giá là 1 triệu mốt. Rồi, 1 triệu mốt. Mã số 6. Chiều cao là 61. Hoành là 30. Đây là quý vị. Cây này cây chiều cái đuôi nó chiều dài nó tới 30 nha cô chú. Cây này bộ đế quá trời VIP luôn. Này cũng muốn lên xù nè, xù nó sần xùi hết nè nha cô chú. Rất là nhiều luôn. Cài nụ đế quá VIP luôn cô chú ơi.
Rồi mã số 6 vô lưu giá là 1 triệu 6. Rồi 1 triệu 6. Mã số 7. Chiều cao là 1m07. Hoành là 34. Quá trời bộ đế nè cô chú ơi. Đây rất là to luôn, chi cành thì đều rang luôn. Rất là vip luôn. Quá sức. Rất đẹp. Hoành to mà đế đẹp luôn cô chú ơi. Rồi mã số 7 vô lưu giá là 4 triệu. Rồi 4 triệu. Mã số 8. Chiều cao là 60. Hoành là 20. Đế nơm sổ luôn. Dáng rất là có duyên. Rồi mã số 8 vô lưu giá là 750. Rồi 750. Mã số 9. Chiều cao là 57. Hoành là 25. Rồi đây đây. Đây rất là đẹp luôn nha cô chú. Rồi mã số 9 cho lưu giá là 1 triệu 2. Rồi 1 triệu 2. Mã số 10. Chiều cao là 41. Hoành là 16. Quá sức cổ đế rồi cô chú ơi. Đế đích bầu hết luôn. Rồi mã số 10 vô lưu giá là 500. Rồi 500. Nó 11 cây quái luôn cô chú ơi. Dáng thấy quái nè. Chiều cao là 77. Này đo hai cây hoành ha. Cây bên đây là 16 hoành. Bên đây là 18. Tổng cái hoành nó là 34 nha cô chú. Quá trời bố rế vip luôn nè. Bích hết bầu luôn. Vip ha. Rất là đẹp luôn. Rồi mã 11 vô lưu giá là 1 triệu 4. Rồi 1 triệu 4. Mã 12. Chiều cao nó là 89. Hoành là 30. Rồi hoành to ha. Đế lực. Quá trời đẹp luôn. Không có ghế luôn. Cò bẻ rất là có duyên luôn, chi cành đều rang luôn cô chú ơi. Đế bích bầu luôn. Rồi mã 12 vô lưu giá là 3 triệu. Rồi 3 triệu. Mã 13. Chiều cao là 56. Hoành là 18.
Này mã 13 vô lưu giá là 600.000. Rồi, 600. 14. Chiều cao là 73. Hoành là 29. Cái đế nơm rất đẹp nha cô chú. Bộ đế VIP luôn. Rồi mã 14 vô lưu giá là 1.100.000. Rồi, 1.100.000. 15. Chiều cao là 52. Hoành là 16. Rồi mã 15 vô lưu giá là 500. Rồi, 500. 16. Chiều cao là 65. Hoành là 23 rưỡi đến 23 nha cô chú. Đây quá đẹp luôn cô chú ơi. Rồi mã 16 lưu giá là 1.200.000. Rồi, 1.200.000. 17. Chiều cao là 77. Hoành là 24. Chì cành đóng đều luôn, cây rất là đẹp luôn. Rồi mã 17 vô lưu giá là 950. Rồi, 950. 18. Rồi, 18. Chiều cao là 67. Hoành là 27. Cây rất là to luôn. Cây này lên xù này nha cô chú. Yeah. Để xù bự luôn. Quá đẹp luôn. Rồi mã 18 vô lưu giá là 1.300.000. Ơi, 1.300.000. 19. Chiều cao là 58. Hoành là 25. Rồi, để đây. Để quá VIP luôn nè cô chú ơi. Rất là đẹp luôn. Rồi mã 19 vô lưu giá là 800. Rồi, 800. 20. Chiều cao là 54. Này hoành rất là to luôn. Hoành thân 30 luôn cô chú ơi. Đó bộ ghế nè. Quá tài VIP luôn. Rất là đẹp. Chì cành nè, đóng đều hết luôn nha cô chú.
Rồi mã 20 vô lưu giá là 1,5 triệu. Ơi, 1,5 triệu. Mã 21. Chiều cao là 97. Hoành là 23,5 tính 23. Quá đẹp luôn. Rồi mã 21 vô lưu giá là 1,3 triệu. Ơi, 1,3 triệu. Chiều cao là 76. Hoành là 25,5 tính 25. Rất là đẹp luôn. Để VIP luôn cô chú ơi. Bệ đế luôn. Rồi mã 22 lưu giá là 1,3 triệu. Ơi, 1,3 triệu. Mã 23. Chiều cao là 71. Hoành là 21,5 tính 21 luôn cô chú ơi. Bộ đế này quá VIP luôn nè. Rồi mã 23 lưu giá là 950. Rồi, 950 không ạ. Mã 24. Chiều cao là 74. Hoành nó là 29,5 là 29,5 đến 29 như thế. Để đều hết luôn nè cô chú. Rồi mã 24 vô lưu giá là 1,7 triệu. Rồi, 1,7 triệu. Mã 25. Chiều cao là 69. Hoành là 17. Mã 25 như lưu giá là 450. Rồi, 450. Mã 26. Chiều cao là 77. Mình là 21. Rồi, để đây. Quá sức tụ đế luôn nè cô chú ơi. Đó, trời VIP luôn. Đế khủng luôn. Di cạnh đóng đều rang luôn.
Rồi mã 26 lưu giá là 1 triệu mốt. Rồi 1 triệu mốt. 27. Chiều cao là 64. Hoành là 20 rưỡi tính 20. Rồi mã 27 vô lưu giá là 650. Rồi 650. Mã 28. Chiều cao là 83. Hoành là 27 rưỡi tính 27 nha cô chú. Cũ nở quá trời luôn mà chú ơi. Rất là to luôn. Chì cành đóng đều rang luôn nha cô chú. Rồi mã 28 vô lưu giá là 1 triệu 3. Rồi 1 triệu 3. 29. Chiều cao là 84. Hoành nó là 29 rưỡi tính 29. Quá sức, cái cây này rất là đẹp luôn. Cây này nó lên gân luôn nè cô chú, lên gần mấy đường luôn. Rồi mã 29 vô lưu giá là 1 triệu rưỡi. Rồi 1 triệu rưỡi. Mã 30, cây cuối clip con luôn nha cô chú. Cây cuối clip ha. Chiều cao là 56. Hoành là 15. Rồi mã 30 cho lưu giá là 450. Rồi 450. Rồi mã 30 cũng là mã cuối clip còn ngày hôm nay ạ. Rất mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ cho con, cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị nhí. Cùng với mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.